Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 và cái con Samsung S23 Ultra các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ thử so sánh cái màn hình của hai con này nhé bằng việc xem một cái đoạn video thôi. Thì cái clip này cũng chỉ là một cái clip em so sánh cho vui thôi, chứ không có ý định là dìm hàng bất kỳ con nào, vì em đang có hai máy thì em so sánh thế thôi. Thì các bác biết rồi đấy, con V60 thì đang có mức giá tầm khoảng 4 triệu, còn con S23 này sẽ tầm khoảng hơn 20 triệu. Thì nó là một trời một vực rồi, thì không nói, nhưng mà vấn đề là so sánh để xem là cái con V60 nó đang ở cái đẳng cấp nào thôi đấy. Thì nhiều bác sẽ bảo là so sánh vớ vẩn, nhưng mà thực ra thì là em cũng nói rồi, em chỉ so sánh cho vui thôi, chứ không có ý định là dìm hàng hay là nâng bi con nào cả. Thì đây các bác, cái chế độ màn hình ấy, thì em đang để tất cả đều là tự nhiên hết con nhé. Đây, tự nhiên này, con này cũng thế. Đây, màn hình tự nhiên hết các bạn nhé. Đấy, tự nhiên nhé. Thì đương nhiên nếu khi mà chọn chế độ sinh động hay rực rỡ thì nó sẽ đẩy màu lên một chút nha các bạn nhé. Thì tí nữa em cũng sẽ thử, sau cái clip này em sẽ thử để ở cái chế độ sinh động hoặc là rực rỡ lên xem thế nào nha các bạn nhé. Thì cái con V60 ấy, cái độ phân giải màn hình nó chỉ có Full HD thôi, thì mặc định nó như thế rồi. Còn cái con S23 này này thì nó có đến 2K, thì em để 2K các bác nhé. Đấy, mắc luôn, có nghĩa là con nào cũng mắc. Để xem cho nó vui thôi. Đấy, ok, em sẽ xem một đoạn video nhé các bác nhé. Đây, thì cái video này em sẽ quên tắt tiếng đi các bạn. Tắt tiếng này. Con này thì để độ sáng cũng mắc hết nhé. À quên, đây, độ sáng thì mắc hết đâu nhé. Đây, cho thầy lại mắc hết nhé. 100%, cái này 100% nhé. Độ sáng mắc hết đây, sáng bên này. À, tiếng này, tắt tiếng này. Rồi con này tắt tiếng này này. Ok các bác, đây sẽ cho nó về. Rồi, ok nhé, em sẽ bắt đầu chơi này. Một, à quên em tắt điện nữa nhé. Rồi, một, hai, ba. Cho xoay ra này, cho xoay ra này. Rồi, ok các bác. Đó. Tắt tiếng hết rồi các bác nhé. Thì cái máy quay của em ấy đang quay bằng cái con Nikon Z50 nhé. Ở chế độ Full HD thôi, không cần phải cao. Đấy. Thì nếu mà tính vào độ sáng ấy, thì đúng là con S23 sáng hơn, đang ở nhìn thực tế. Màu sắc em cũng thấy nó cũng tương đương nhau các bạn, có vẻ cái con màu con S23 nó sáng hơn một chút, nó tươi hơn một chút đấy. Thực ra thì mắt mỗi người nó cũng khác nhau, cho nên là nói thì nó cũng chỉ là một phiến diện một phía thôi. Cái này thì tự mỗi người xem thôi, và hơn nữa là xem qua cái một cái thiết bị quay khác thì nó có thể nó không lột tả được hết đấy, các bác phải xem thực tế ấy. Mà thực tế thì em đang xem đây thì em cũng chả thấy nó hơn quá nhiều, hay là nó có sự nó có sự sự kiểu kiểu như là hơn thua rõ rệt đấy, kiểu thế. Đây, ở cái màu đỏ này đúng là cái màu đỏ của S23 nó tươi hơn. Đó thì em cũng nói rồi đấy, em so sánh để cho vui, tại vì rảnh cũng chả có việc gì làm thì ngồi so sánh đấy cho nó vui thôi. Các bác nào thích xem thì xem thôi, cũng không cần phải quá là khắt khe, hay là bảo là không cùng đẳng cấp hay là cái gì gì đấy, thì cũng tùy thôi. Đó, cái màu đen này thì đúng là màu đen còn S23 sâu hơn. Đúng là một con S23 đúng là sáng hơn, trắng hơn nữa. Cái thác nước bây giờ nó sáng hơn, trắng hơn cả cái màu lá xanh lá cây này nữa cũng vậy.
Các bác biết rồi đấy, con B60 thì nó 4 năm tuổi rồi. Màn hình các thứ thì nó cũng đã hơi xuống rồi. Còn máy này là máy 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 màn hình zin đấy các bác nhá. Các bác cứ đã hình như sắp hết rồi. Như clip này là tầm khoảng 5 phút thì phải. À, cũng nói thêm với các bác là cái clip này là em đã tải về đấy nhé, và cùng một file nhé, cùng một file em copy sang hai máy đấy nhé các bác nhé, chứ không phải là xem trên YouTube đâu. Trên YouTube thì nhiều khi là nó tùy thuộc vào tốc độ mạng nữa ấy, nên nhiều khi là nó loằng lắm. Ồ, lâu hết phết các bạn. Clip khá là dài. Đấy, cái màu xanh vừa rồi nó cũng khác đấy. Đó, hình như là hết rồi. Sắp hết rồi. Rồi, hết rồi các bạn. Thì đây em sẽ dừng nó lại và em sẽ chuyển sang chế độ mà sống động với các bác. Đây, chế độ sống động nhé các bác nhé. Đây, em sẽ chuyển sang cái chế độ sinh động này. Chỗ này cũng sẽ rực rỡ này. Đấy, ok các bác nhé. Và sẽ test lại cái clip đấy. Dừng lại này. Cho nó về không này. Ok, và tiếp này. 1, 2, 3. Ok các bác, thì nó đang ở cái chế độ sinh động và rực rỡ đấy. Thì thực ra là em cũng có thể là em thấy cũng không 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 có gì khác biệt cả. Vẫn là cái con S23 nó cho cái độ sáng tốt hơn. Em nhớ là hồi hồi trước ấy, thì khi mà ở những dòng Samsung ấy, khi mà bật cái chế độ sinh động hay là chế độ rực rỡ ấy, thì nó đẩy cái màu lên nó nhiều hơn ấy. Đẩy màu nhiều hơn rất nhiều, cảm giác cho một cái cảm giác nó ảo ấy, ảo diệu ấy, ảo ảo ma Canada ấy. Kiểu thế, nó không kiểu như là không kiểu như bây giờ các bạn. Hồi xưa kể cả để ở chế độ tự nhiên chăng nữa thì cái con Samsung bao giờ nó cũng rực rỡ hơn ấy, nó cũng ảo hơn ấy. Nhưng mà em thấy là dùng từ con S22 rồi giờ S23 cũng thế. Thế là cái việc mà màu sắc trên màn hình nó đã bớt rực rỡ hơn rồi, em cảm giác là như thế. Bớt rực rỡ hơn và cảm giác là nó đã gần với thực tế hơn rồi.
Còn V60 hoặc là dòng LG thì cũng thế thôi, nó vẫn ở cái mức mà nó gần với thực tế hơn ấy. Nó không bị kiểu là ảo quá ấy. Tại vì các bác dùng điện thoại LG lâu, các bác sẽ biết được là màn hình của LG nó vẫn rất là đẹp. Nhất là những cái thời như kiểu G4 hay là V10 thì rất là đẹp. Và nó cho cái cảm giác là nó thực tế hơn ấy. Nó không kiểu ảo diệu như kiểu Samsung, như bây giờ em thấy là Samsung nó cũng bớt ảo diệu đi rồi. Tại rồi các bạn, em nghĩ là chúng ta cũng chỉ nên xem đến đây thôi. Tại vì em thấy là cái chế độ sinh động nó cũng không thấy khác gì các bạn. Em thấy thực sự kể cả hai máy đi chăng nữa, nó không thấy khác gì. Vẫn là con S23 nó đẹp hơn, nó sáng hơn và trông nó tươi tắn hơn, kiểu kiểu vậy. Rồi ok các bác, thì em so sánh đến đây thôi. Tại vì cũng không cần phải làm mất quá nhiều thời gian, clip cũng chỉ để giải trí thôi. Rồi ok nhé các bác, chào các bác nhé.